kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, thành công luôn đòi hỏi sự kiên trì của mỗi người. Đó là lý do vì sao mà người thành công luôn có những lối đi riêng. Nếu đêm qua bạn thức khuya và sáng nay dậy với tinh thần không thoải mái, thì bạn không thể làm việc với 100% năng suất. Vậy thì hãy cùng hình thành thói quen thức dậy sớm nha. Và mọi câu trả lời về những việc mà người thành công thường làm gì vào mỗi buổi sáng sẽ được bật mí trong cuốn sách của Damon Zaharides. Cuốn sách Người thành công làm gì buổi sáng tập hợp những thói quen giúp cho chúng ta sử dụng thời gian một cách hiệu quả, cũng như thay đổi cuộc sống của mình. Bởi vì cách mà chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của ngày hôm đó. Bạn không chỉ được truyền cảm hứng từ những câu chuyện của những người thành công nhất, mà bạn còn được truyền cảm hứng bởi những nỗ lực của chính bản thân tác giả. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng và thực hành như những gì được đọc một cách phù hợp nhất. Bạn không phải gồng mình để thay đổi. Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn từng bước cơ bản để bắt đầu hành trình thay đổi một cách tự nhiên. Bạn sẽ trải nghiệm những lợi ích duy nhất dành cho bạn khi áp dụng một thói quen buổi sáng vào cuộc sống hàng ngày. Một số người thấy họ làm việc hiệu quả hơn suốt cả ngày. Một số khác lại khám phá ra rằng họ cảm thấy thư giãn và tập trung hơn. Vài người lại ngạc nhiên khi nhận ra rằng làm theo một thói quen có ý nghĩa vào buổi sáng khiến họ cảm thấy nhiều năng lượng hơn, tự tin và tập trung hơn. Sau 1 đến 2 tuần, hầu hết mọi người đều thấy rằng suy nghĩ về việc phải thức dậy buổi sáng không còn làm phiền đến họ nữa. Thực tế, họ muốn dậy sớm bởi họ biết những thói quen của bản thân sẽ giúp họ trải qua một ngày thành công. Bạn sẽ trải nghiệm những lợi ích thật sự làm thay đổi cuộc sống của bạn. Tác giả đã chỉ ra 10 cách mà một thói quen buổi sáng có thể mang lại như sau. Việc tuân theo một thói quen có mục đích và được lên kế hoạch một cách cẩn thận vào mỗi buổi sáng sẽ giúp một ngày của bạn hoàn thiện hơn. Sự lặp đi lặp lại các hoạt động đã được lựa chọn sẽ hình thành nên thói quen buổi sáng. Kết quả, điều này sẽ giúp bạn thực hiện các công việc hiệu quả hơn rất nhiều. Nhiều hoạt động diễn ra vào buổi sáng có thể làm tăng năng lượng của bạn một cách đáng kể. Và quan trọng, một số hoạt động sẽ giúp đảm bảo mức năng lượng của bạn không bị phá vỡ ngay từ giữa buổi sáng. Ví dụ tập thể dục, đi bộ ngắn và ăn một bữa sáng giàu chất đạm sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Khi buổi sáng của bạn bắt đầu thuận lợi, bạn sẽ cảm thấy bản thân kiểm soát một ngày của mình tốt hơn. Một phần của cảm giác này là do góc nhìn tích cực, một phần là do nhiều năng lượng hơn, cảm thấy hứng khởi và ít căng thẳng hơn. Thói quen buổi sáng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc mài dũa cả cơ thể và tâm trí của bạn. Cho dù bạn muốn giảm cân, lấy lại vóc dáng hay cải thiện trí nhớ, những hoạt động bạn theo đuổi sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình. Bạn sẽ thấy rằng thói quen buổi sáng của mình mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho thời gian còn lại trong ngày. Bạn sẽ cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ hơn với công việc và dự án bạn cần hoàn thành. Bạn sẽ cảm thấy tập trung hơn cho những nhiệm vụ quan trọng nhất của ngày và cách chúng hoàn thiện những mục tiêu dài hạn của bạn. Có 4 phần chính trong Người thành công làm gì buổi sáng. Các nội dung được tổ chức xuyên suốt từ phần 1 tới phần 4 theo cách trực quan nhất có thể. Bạn sẽ thấy nguồn cảm hứng trong trường hợp phải đối mặt với những trở ngại cũng như chi tiết chiến lược quan trọng liên quan đến cách tạo và bám sát một thói quen tốt. Sau đó bạn sẽ tìm thấy một cái nhìn tổng thể ngắn gọn về những gì tác giả sẽ trình bày trong Người thành công làm gì buổi sáng. Thật khó để duy trì một thói quen buổi sáng thành công nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy. Hầu hết mọi người đều cần giấc ngủ 8 tiếng chất lượng để hoạt động tốt vào ngày hôm sau. Nếu ngủ ít hơn 8 tiếng, họ có xu hướng cảm thấy chậm chạp và mơ hồ. Họ thiếu động lực và sự tập trung. Do đó, họ có nhiều khả năng nhấn tắt báo thức hơn là rời khỏi giường và thực hiện các thói quen chuẩn bị cho một ngày mới. Phần 1 sẽ chỉ cho bạn cách để trải nghiệm một giấc ngủ thư thái mỗi đêm. Hoàn toàn không có bí mật nào cả. Như bạn sẽ thấy, nó là vấn đề được lên kế hoạch trước. Trong phần 2, tác giả sẽ trình bày một kế hoạch 10 bước để tạo ra một thói quen cá nhân vào buổi sáng. Bạn sẽ học cách phát triển các thói quen có tác dụng hỗ trợ cho các ý định của bạn và giúp bạn đạt được những mục tiêu hàng ngày. Mỗi bước sẽ được giải thích chi tiết, vì thế mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận. Một thói quen buổi sáng chỉ có giá trị đến mức cải thiện cuộc sống của bạn. Phần 2 sẽ hướng dẫn bạn thông qua quá trình tạo ra các thói quen dành riêng cho bạn. Những thách thức và sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Thực tế, chúng là điều tất yếu bất cứ khi nào bạn áp dụng một thói quen mới.
Trong phần 3, tác giả sẽ giải quyết những thách thức phổ biến nhất mà mọi người sẽ trải qua khi họ bắt đầu thực hiện các thói quen buổi sáng. Bạn có khả năng đối mặt với ít nhất một vài vấn đề được đề cập tới trong phần này của cuốn sách Người thành công làm gì buổi sáng. Nhưng biết trước sẽ giúp bạn chủ động khi phải đối mặt với các vấn đề đó. Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn cách vượt qua chúng. Vì thế bạn có thể thực hiện hầu hết các thói quen buổi sáng và chuẩn bị cho bản thân một ngày thành công. Phần 4 trình bày chi tiết các thói quen của 10 người siêu thành công có sức ảnh hưởng lớn. Bạn hiển nhiên sẽ quen thuộc với nhiều cái tên trong số đó. Họ bao gồm những doanh nhân, những diễn giả, truyền cảm hứng, các nhà đầu tư mạo hiểm và thậm chí là những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Bạn sẽ tìm hiểu về các hoạt động họ thực hiện vào mỗi sáng cùng với các lý do tại sao họ làm vậy. Các mẹo và chiến lược được mô tả trong cuốn sách Người thành công làm gì buổi sáng này có ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời tác giả. Nếu bạn thực hiện, chúng tôi tự tin rằng chúng cũng sẽ có tác động tương tự tới cuộc đời bạn. Khi nói đến việc áp dụng những thói quen mới, hành động luôn đi sai mục đích. Đã bao nhiêu lần bạn lên kế hoạch để làm một điều gì đó nhưng thất bại trong việc làm theo kế hoạch đã đưa ra? Đã bao nhiêu lần bạn lên kế hoạch để làm một điều gì đó nhưng thất bại trong việc làm theo các kế hoạch đã đưa ra? Đã bao nhiêu lần bạn đọc một cuốn sách hữu ích và có dự định áp dụng những thông tin đó chỉ để quên mất phải làm vậy? Bạn không phải là duy nhất, hầu hết mọi người cũng vậy. Sau tất cả, đọc một cuốn sách là một việc dễ dàng. Hành động theo lời khuyên mà cuốn sách đưa ra đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Ngay cả khi bạn chắc chắn lời khuyên sẽ cải thiện cuộc sống của bạn, thì việc không làm gì vẫn thật hấp dẫn. Người thành công làm gì buổi sáng được viết ra nhằm tác động lên sự thay đổi. Nó đưa ra các mẹo và chiến lược nhằm biến những buổi sáng của bạn thành giai đoạn có hiệu suất cao, hỗ trợ cho các mục tiêu hàng ngày. Sau đây là những đề xuất của tác giả dành cho bạn để tận dụng tối đa giá trị từ cuốn sách này. Thứ nhất, xác định lý do tại sao bạn muốn thay đổi thói quen buổi sáng hiện tại của mình. Có lẽ bạn tin rằng làm như vậy sẽ mang lại những lợi ích, khiến những nỗ lực trở nên có giá trị. Hãy xác định những lợi ích đó một cách cụ thể. Thứ hai, đừng nghĩ đây là một bài giảng. Hãy nghĩ nó giống như một cuộc đối thoại. Mặc dù bạn và tôi không đang ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn cà phê để nói chuyện, thì đây vẫn là một cuộc đối thoại. Bạn có thể tán thành một vài quan điểm mà tác giả đưa ra, nhưng không đồng ý một vài điểm khác. Không vấn đề gì. Điều quan trọng là bạn nắm được đầy đủ nội dung để hành động. Thứ ba, hãy ghi chép. Viết ra những ý tưởng phù hợp với bạn, sau đó hãy đọc lại những ghi chép của mình để nhắc nhở bản thân về những ý tưởng mà bạn thấy đặc biệt hữu ích hoặc kích thích tư duy. Thứ tư, hãy áp dụng những lời khuyên được đưa ra trong Người thành công làm gì buổi sáng. Ví dụ, trong phần 2, tác giả liệt kê cho bạn một kế hoạch 10 bước để tạo ra một thói quen tốt buổi sáng, hỗ trợ cho các mục tiêu của bạn. Đừng chỉ đọc 10 bước, hãy thực sự thực hiện chúng. Thứ năm, định kỳ xem lại những ghi chép của bạn và đọc lại những giai đoạn lựa chọn. Tại sao? Bởi vì bạn sẽ quên đi rất nhiều thứ bạn đã đọc. Điều đó đúng với tất cả mọi người. Bằng cách xem lại những ghi chú và đọc lại những phân đoạn yêu thích, bạn sẽ ghi nhớ chúng. Đó là phần quan trọng trong quá trình học hỏi. Thứ sáu, chia sẻ những thông tin này với ai đó mà bạn quen biết. Đây là một cách có hiệu quả cao để học những thứ mới mẻ. Nhà triết học người La Mã Seneca từng nói, khi chúng ta dạy, chúng ta cũng học. Đây được gọi là hiệu ứng protest. Nếu bạn thực hiện 6 điểm này, chúng tôi tin rằng cuốn sách Người thành công làm gì buổi sáng đã có tác động mạnh mẽ tới cuộc sống của bạn. Nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn chính là thuyền trưởng trên con tàu của mình. Bạn xác định đích đến và lựa chọn con đường để đi đến đích. Cuối cùng, hy vọng rằng cuốn sách này sẽ trở thành một trong những tài nguyên đáng giá nhất của bạn. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.